mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan làng Cù Lần. Làng Cù Lần thì sẽ cách trung tâm thành phố Đà Lạt là khoảng 24 cây số. Đây, cái khu cầu chỏ mọi người. Nghe tiếng chim hót. Cảnh quá đẹp, quá thơ mộng. Tới làng Cù Lần nha mọi người. Rồi, mình đã tới làng Cù Lần nè mọi người. Đó. Ở làng Cù Lần rồi. Đây. Rồi vô bãi dưới xe. Có gặp con chim này cưng quá. Ê. Nói nghe coi. Nè. Nói nghe coi. Hello. Hello. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Hello. 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 Dữ không? Đây bảng giá tham quan làng Cù Lần nè mọi người. Người lớn là 100 ngàn nha. Trẻ em dưới mét 2 này 60. Ờ, có xe tiếp nữa, địa hình để dẫn mình đi, chở mình đi nữa ha. Cổng vô. Đây có mình đi xe nữa mọi người, nhưng mà mình chọn đi bộ ha. Lối đi bộ tham quan. Đi bộ nó vui hơn. Đường tham quan. Anh đi vòng xuống đây á thì có nhiều cái trụ chụp hình. Đây, đi qua cầu treo đây. Không biết mình vừa có phim chụp có đẹp bằng cái chụp không không ta.
Mình thử rồi. Đây, mình sẽ dẫn mọi người đi qua cầu treo. Rồi, lắc lư nhiều một xíu. Quay xuống dưới rồi. Nhưng có cây này gãy rồi mọi người. Đây ở giữa có mình đi ngay giữa mấy cái đây mọi người. Nè, đây có cọng dây cáp ha. Mình đi mình canh ngay giữa cọng dây cáp mình đi cho nó an toàn mọi người. Lỡ mấy cây này nó có mục nó gãy mình cũng không sao. Bên đây một cái. Bên đây một cái nha. Mình tưởng một cái thôi. Ai về hai cái luôn. Đây một cái nữa. Đi mình đưa cái cọng dây cáp giữa nè. Nè, nó cọng dây cáp giữa nè. Nè, mình đi cọng dây cáp giữa. Tại mình mập quá mà. Wow. À, bây giờ có đoàn người bên đó, nghe tiếng người bên đó kìa, đang đi qua. Đi chơi là phải đi bộ nó mới chui. Còn đi chơi mà đi xe không chán chết. Nếu mình đi an toàn nhất mình đi cắm cắp giữa nha. Cắm giữa đây này. Tại vì số ký mình vượt quá giới hạn. Ui, nhúng 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 à. Cái cầu này nó dài hơn cầu bên kia hay sao á. Dài hơn cầu bên kia mà nhìn đẹp hơn. Bây giờ mình xuống con đường này, mình đi xuống. Bây giờ xuống gặp nhà. Nằm ở này. Nhà gỗ. Nhà đá gỗ. Rồi, tiếp tục xuống đây một cái cầu treo nữa nha mọi người. Đi xuống. Này bực đi xuống này khá lại lại như này mới, nếu mà trời mưa nó ướt mà đi cẩn thận có thể sẽ trơn, đá nó trơn. Tiếp tục mình lại canh vô giữa cái cọng dây cáp mình đi nha mọi người. Lắc lư ha, mọi người thấy cầu lắc lư. Đây nè mọi người, cái này cái tre nó mục nó gãy rồi nè. À, mục nó gãy rồi cho nên là đây cầu như cáp.
Và ở đây cũng như cáp, nếu mình đi ở giữa này mình sẽ rất nguy hiểm nha. Mình thấy mình canh cái cọng như cáp này đi nha mọi người. Đây có con cáp là đi ngay giữa cọng như cáp nè. Đó, cái cây, mấy cây này nó có gãy cũng không sao ha. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới nữa. Đi xuống dưới. Xuống này có hồ nước rất là đẹp mọi người. Rất đẹp. Chúng mình sẽ đi dài qua bên kia. Gì? Thì nó cũng đi vòng qua đó mà phải không? Cảnh bò này rất là đẹp mọi người. Nước trong xanh luôn. Nghe nước chảy róc rách luôn á mọi người. Cảnh rất đẹp và thơ mộng. Và đây có khu bãi cỏ trống rất đẹp để mình chụp hình. Chụp hình gần mấy em ngựa nữa. Giống như thảo nguyên. Con này con gì ta? Chắc con dê quá. Thank you.
cho mọi người xem cận cảnh chú ngựa đang gầm cỏ. Mình sẽ lại gần chú ngựa này, nó giữ khoảng cách nha mọi người. Chú ngựa con rất là dễ thương. Mình dẫn mọi người lên đây là hướng này là đi tham quan nhà cổ mọi người. Lần nghề triển lãm hiện vật xưa, triển lãm tượng gỗ Tây Nguyên, triển lãm hội họa, không gian giao lưu văn hóa, cồng chiêng, sân bắn cung, cho thuê trang phục, hóa trang, chụp hình, khu vui chơi, nhà sách. Đây, đây là khu vui chơi, trên thì lên những cái cổng đó. Đây cho mọi người xem hàng khủng nè mọi người. Quá dữ, quá dữ, hàng khủng nha mọi người nghe. Hàng này không biết hàng gì, quá dữ. Trò chơi
Hàng đá. Đây là tơ rừng. Đây có cái cây. Trống. Đây có ba đánh bi da nữa. Xem con này có đang chùm đồ tay quá trời. Tượng gỗ Thái Nguyên. Em có này có dệt nè. Dệt ra mấy miếng này. Dệt khăn choàng. Dệt đồ may. Dệt vải may quần áo. Mấy đồ trang phục. Yeah. Cái này rất là tỉ mỉ và khéo tay. Bây giờ trong khăn tròn rất là đẹp. Rồi, mình sẽ dẫn mọi người vô nhà triển lãm hiện vật xưa của làng Cù Lần ha. Lên được thì lên à, mấy cái gùi à, cái lưỡi cày, cái cày, cái cày đó mọi người. Xe bò ngày xưa. Đây là cái thuyền độc mộc. Đây. Dài, rất là dài. Nhỏ và dài. Đây. Khu bắn cung ha mọi người, khu bắn cung bên đó nha. Đó. Bắn cung đó mọi người, bắn vô mấy cái đó, mấy cái bia đó, cho cái ấy rơm đó. Thôi giờ mình đi xuống nha mọi người.
Rồi mình lại vô đây mình mua cơm lam mình ăn mọi người ơi. Rất là nhiều luôn á. Và rau rừng xào tỏi à. Cơm chiên trứng. Salad trộn trứng. Rau luộc kho quẹt. Và các loại nước uống nha. Đây, các loại nước uống luôn. Cà cao sữa, nước ép chanh dây à. Dây vô sữa dê nè. Trà tí xô nóng. Nước ép dâu tầm, các loại nước uống. Rồi kêu món ăn cái nước uống xong rồi mình lại bàn mình ngồi. Rồi đây xem giới thiệu luôn nè. Về giới thiệu phóng sự xong. Đó. Quá hấp dẫn mọi người ơi. Thơm phức luôn á. Để xương. Gà, đây là chỉ có nửa gà thôi à. Nhìn hấp dẫn ghê mọi người. Này là chỗ để xương. Để xương cũng rất là sự thôi. Cơm lam là mọi người, cơm lam. Gà nướng cơm lam này, gà nướng này. Nhìn hấp dẫn rồi mọi người. Mình khoái món này nè. Mũi mè. Đây cơm lam nó gỡ ra rồi nè mọi người. Nhìn hấp dẫn không mọi người. Quá trời hấp dẫn luôn mọi người ơi. Mời mọi người ăn với mình nha. Sau khi ăn uống no say rồi, giờ đi về thôi mọi người. Theo mũi tên này đi ha. Nó chỉ đường về nè, đi theo. À, ở đây có khu trò chơi cho nè mọi người. À, trò chơi đi dây hả? Ngoài này không thấy ai hoặc chơi hết. Chắc tạm ngưng hoạt động hay gì rồi. Thôi đi về thôi mọi người ơi. Đây. Có cái bảng chỉ đi đường nào. Rồi, còn leo lên đó nữa mọi người. Đây cái bảng chỉ dẫn nè, đường về nè. Tiếp tục leo lên đó nữa nha. Đuối à, cũng đuối lắm à mọi người. À, người ta đi du lịch bằng xe rip á. Khỏe không? Đi sau mình đi sau không? À, lên mấy bậc thang này không cũng mệt lắm á nha mọi người. Trời ơi. Còn lên nữa mọi người ơi. Xa lắm. Đây có mấy ghế để cho mình ngồi nghỉ mệt ha. Ơi, đây tới cổng rồi nè mọi người. Đó. Tới cổng hồi sáng đi xuống đây nè. Đây là chỗ hồi sáng mình đi xuống nè mọi người. Này, con đường này sáng mình đi xuống ha.
sáng đi xuống mình đi vòng, đánh một vòng bên kia đó mọi người, vòng bên đó rồi mình đi bộ lên đây, bộ lên lại trên đây ha, rồi mình ra cổng về. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.